Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và hôm nay thì kênh mình đã đạt được 10.000 sub. Và rất cảm ơn anh em rất nhiều nha. Mà mình làm cũng được gần 2 năm rồi mà chỉ được 10.000 sub thì đối với mình thì nó cũng thấp. Nhưng mà những cái mà anh em giúp đỡ mình và anh em đã theo dõi được bao nhiêu hay bao nhiêu thì mình luôn rất cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu anh em chưa biết đến kênh thì anh em cũng thể đăng ký ủng hộ. Thì trong đây mình hướng dẫn anh em rất nhiều game. Và đặc biệt có là theo yêu cầu nữa. Có nhiều anh em có những game nào mà hay quá giới thiệu mình kiểu như là không biết chơi hoặc là muốn hướng dẫn chơi thì mình vào mình nghiên cứu thì mình có nhiều thời gian rảnh thì mình hướng dẫn anh em chơi nên là cũng biết được nhiều game ha, cũng biết nhiều được cái mẹo thế đấy. Thì đó là cách hình thành kênh của mình. Rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một huyền thoại về game Việt Nam và có thể nói là một trong những tựa game nổi tiếng nhất Việt Nam và của một anh em Việt Nam làm và gây được một trận sóng gió khủng khiếp ở trên cái gọi là internet ha, trong cách đây vài năm, chắc là 5 6 năm hoặc là 10 năm gì đó không nhớ. Nhưng mà nói chung là anh em hãy tìm Flappy Bird và Nguyễn Hà Đông, anh em sẽ có được rất nhiều thông tin về tựa game này và nó là một trong những tựa game khủng khiếp nhất, thành công nhất đó. Có thể nói là có ngày mà Nguyễn Hà Đông có thể kiếm được 50 tỷ với tiền quảng cáo từ game đó và đã làm điêu đứng biết bao nhiêu người khi mà phải tức ói máu đập điện thoại. Rồi thì mình sẽ đưa vào luôn tựa game đó thì anh em biết rồi đó ha. Thì Flappy Bird thì Flappy Bird thì là một tựa game rất là hay, nhưng mà thay vì mình cài ở trên cái Android hay là iOS á, tại vì cái đó như bị gỡ rồi, nhưng mà tất cả APK được. Nhưng mà anh em có thể chơi trên web luôn. Thì anh em có thể vào địa chỉ là flappybird.io là anh em có thể tải không phải tải mà cái này có thể chơi dưới phần mô tả của mình ấy. Thì cái bản chất game mà gốc của nó luôn là nằm ở đây nè. Không biết là cái này ai làm đây, mình sẽ xem about tí coi. Welcome HTML5. Nó chỉ có một cái địa chỉ là nma+xmcd.me, không biết là địa chỉ là của ai, chỉ biết là của một người đó đã làm lại. Có blog không? Google what? Có này có cả phiên bản Google. Google đã từng làm một cái giống như Flappy Bird luôn nè, kiểu như là để vinh danh ấy, giỏi. Rồi thôi mình chơi thử cho anh em xem nhé. Mà game này có âm thanh không ta? Bản này như không có âm thanh à? Đó, mặc dù tựa game tờ phát ok lại nè, không có âm thanh kỹ nhỉ, hay là mình bị gì ta, có lẽ là game này không có âm thanh. Ui, theo mình thì cái tựa game này nó không có giống bản gốc cho lắm, nó còn số cái không giống ha, nhưng mà cái độ khó chịu của nó vẫn có. Ý à, quên mất cái con chuột của mình nó bị giật giật giật, nó bị double click á. Đây nè. No. Ủa, mình có tắt tiếng trang web không ta? Đâu mình có tắt tiếng trang web đâu. Trời to phải chưởng nè. Rita coi. Ồ đó anh thấy không? Thỉnh thoảng nó bấm 2 lít không? Đấy. Mẹ cay vậy. Anh em nào thích trải nghiệm cảm giác thì anh em có thể đăng lên. Thôi tập trung tập trung tập trung nè, tập trung nè. Mình thì mình hay giới thiệu anh em những cái tựa game mà nó qua web á, nó nhẹ nhàng, với lại nó không có quảng cáo, với lại nó không bị này bị kia. Từ từ để mình chỉnh lại con chuột á. Nhà này con chuột mình nó bị double click á. Mình xài hai con chuột, một con thì nó bị double click chuột trái, một con thì double click chuột phải. Cay thiệt chứ. Rồi chắc hết rồi đó. Nhìn nè, đàng hoàng nè. Này thấy không? Nó khác bọt ngay, chỉ là do con chuột thôi. Ngày trước thì PewDiePie cũng chơi từ game này và đập máy tính, đập điện thoại luôn. anh em thấy ghê không, khác bọt ngay đó. Đỡ phát lại nè, nãy 12 điểm phải không, phá cái lục ra anh em. Game này phải có âm thanh nữa, âm thanh đúng của nó, âm thanh. Game này có cái dở là nó không có tiếng. À mình có thể bấm space được nè anh em. Space được nè. Anh em PC có thể bấm space được, còn nếu mà anh em mà chơi trên thiết bị di động thì anh em có thể bấm bằng cái cách chạm vào màn hình được. Để mình xem từ đây đến 8 phút mình có phá được kỷ lục không nhé. Đợt đợt cái tựa game này nổi tiếng lắm, nổi tiếng các kiểu thứ lắm, xong bắt đầu là được thế giới để ý đến Việt Nam luôn. Nên là tựa game này tính ra thì họ cũng đã giúp Việt Nam rất là nhiều. Sau này thì nó tạo ra luồng cảm hứng cho rất nhiều anh em khác làm game các kiểu các thứ.
2000 years later. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành tựa game mà thay một chiếc máy tính khác anh em ha. Hẹn gặp lại anh em các video sau. Nên nhớ những anh em nào hay cây cú thì không nên chơi tựa game này nhé, nguy hiểm lắm.